chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tin nhanh quốc tế số ngày 27 tháng 4 để cập nhật những thông tin nóng trên thế giới. Chương trình được phát sóng hàng ngày vào lúc 10 giờ sáng trên báo Thanh Niên ở địa chỉ thanhniên.vn. Bản tin gồm những tin chính sau đây. Ông Emmanuel Macron đối mặt với khó khăn trước vòng 2 bầu cử Pháp. Mỹ sắp vận hành hệ thống tên lửa THAAD tại Hàn Quốc. Los Angeles có ngày lễ La La Land. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos xem xét lại liệu luật pháp liên bang có gây cản trở tại các trường học, khối tiểu học và trung học hay không. Sắc lệnh này là một phần của chiến dịch tranh cử mà ông Trump đã hứa hẹn trả lại quyền kiểm soát trường học cho chính quyền bang và chính quyền địa phương. Trước đó, Tổng thống Trump cũng đề nghị giảm thuế đối với lợi nhuận và doanh thu từ doanh nghiệp từ mức 35% xuống còn 15% và cắt giảm thuế cho người dân Mỹ. Khi được hỏi liệu kế hoạch cắt giảm thuế của ông có gây thâm hụt ngân sách hay không, Tổng thống Trump trả lời, đó là một sắc lệnh tuyệt vời sẽ khiến mọi người làm việc trở lại. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 4, những người biểu tình phản đối lại khiến ứng cử viên Emmanuel Macron nhận ra rằng vòng 2 của kỳ bầu cử Tổng thống Pháp sẽ không diễn ra dễ dàng. Nhiều thăm dò ý kiến dự đoán ông Macron sẽ thắng ứng cử viên đảng cánh phải Marine Le Pen với 60% phiếu bầu vào ngày 7 tháng 5 sắp tới. Tuy nhiên, ông Macron đã phải đối mặt với sự tiếp đón không mấy thân thiện của công nhân tại một nhà máy sấy ở phía bắc nước Pháp. Trong khi đó, bà Le Pen cũng viếng thăm nơi đây cùng ngày, lại được chào đón nồng hậu hơn. Những tiếng cười nhạo của người biểu tình cho thấy ông Macron sẽ còn phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ở lĩnh vực kinh tế. Trong khi đó, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy và ứng cử viên Tổng thống François Fillon, cả hai đều thuộc đảng Cộng hòa Trung hữu, vào ngày 26 tháng 4 đã lên tiếng ủng hộ ông Macron. Phong trào chính trị trung dung của ông Macron chỉ mới được khởi xướng một năm trước và có nguy cơ trở thành một đảng thiểu số trong quốc hội. Vì vậy, đảng Cộng hòa đang hy vọng sẽ đạt được kết quả tốt trong kỳ bầu cử quốc hội vào tháng 6, qua đó giúp ông Macron có thêm sự ủng hộ, nhưng ngược lại hy vọng sẽ nhận được chiếc ghế thủ tướng. Một thách thức khác của ông Macron chính là tin tặc. Chiến dịch tranh cử của ông đã trở thành mục tiêu tấn công mạng và đã có nhiều nỗ lực lừa đảo tinh vi nhằm lấy thông tin email của những người tham gia, nhưng đã thất bại. Đô đốc Harry Harris, tư lệnh tối cao của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương tuyên bố, hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ sẽ được vận hành tại Hàn Quốc trong những ngày tới để đối đầu với Triều Tiên. Theo ông, mục tiêu của Mỹ tại khu vực không phải để khuất phục Triều Tiên, mà để thuyết phục nước này hành xử hợp lý. Ông thể hiện tin tưởng rằng Mỹ sẽ ngăn chặn được mọi khả năng Bình Nhưỡng dùng tên lửa tấn công nhóm tàu sân bay Mỹ. Tuy nhiên, ông cho rằng Mỹ nên nghiên cứu việc đưa thêm hệ thống phòng thủ tên lửa đến Hawaii. Đô đốc Harris cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải thay đổi một khi năng lực quân sự của Triều Tiên mạnh mẽ hơn trên thực tế, chứ không chỉ qua lời nói. Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết, theo nguồn tin từ tình báo Pháp, các lực lượng quân sự của chính phủ Syria đã sử dụng khí độc sarin trong cuộc tấn công ngày 4 tháng 4. Bản báo cáo cáo buộc các đơn vị trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã tổ chức vụ tấn công chết người này và Tổng thống Bashar al-Assad hoặc những người thân cận của ông ta đã ra lệnh khởi sự. Hiện chúng tôi biết được tác nhân hóa học gây ra cái chết cho hơn 80 người thực sự là sarin. Việc lấy mẫu từ môi trường, từ các nạn nhân được thực hiện ngay sau vụ tấn công. Phân tích này đã được một số đối tác xác nhận, trong đó có tổ chức cấm vũ khí hóa học. Cuộc tấn công bằng khí độc đã khiến Mỹ phải đáp trả bằng cách phóng tên lửa hành trình vào một căn cứ không quân tại Syria. Chính phủ Syria vẫn cho rằng bằng chứng của vụ tấn công hóa học là sai và phủ nhận mọi dính líu đến vụ tấn công. Quy trình chế tạo các mẫu sarin mà chúng tôi đã thu thập mang đặc trưng của phương pháp chế tạo thường được ứng dụng trong các phòng thí nghiệm tại Syria. Phương pháp này xác nhận sự dính líu của chính phủ và nó cho phép chúng tôi xác định trách nhiệm của chính quyền Syria trong vụ tấn công. Vào năm 2013, Syria đã đồng ý tiêu hủy toàn bộ chương trình vũ khí hóa học của mình. Nhưng bản báo cáo của Pháp nói đây là điều đáng nghi ngờ, vì từ năm 2012 đến nay đã xảy ra khoảng 140 vụ tấn công bằng hóa học. Thưa quý vị, nhiều vũ công mặc trang phục sặc sỡ xuất hiện tại tòa thị chính Los Angeles khi thị trưởng Eric Garcetti tuyên bố ngày 25 tháng 4 là ngày La La Land để vinh danh bộ phim thắng giải Oscar.
Đây là một ngày để ta ăn mừng ước mơ của mình. Bạn có thể khiêu vũ một cách an toàn ở đâu đó gần chiếc xe, tốt hơn là không gây cản trở giao thông. Hẹn hò tại công viên Griffith, yêu thương ai đó hoặc chỉ là yêu thành phố này một lần nữa. Sau đó, ông thị trưởng cùng dàn nhạc jazz hòa tấu bài City of Stars, bài song ca của bộ đôi Ryan Gosling và Emma Stone trong phim. Bộ phim âm nhạc lãng mạn La La Land đã đạt giải Oscar đầu năm nay, kể về một nữ diễn viên đang chật vật kiếm việc làm và một nhạc sĩ jazz trong bối cảnh Los Angeles mộng mơ. Bản tin nhanh quốc tế xin được khép lại tại đây. Mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất. Cẩm Tú cùng ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.